Vâng, như vậy cũng đã không có bất ngờ đấy là chiến thắng tất điểm cho Hoàng Trung Kiên đến từ Việt Nam Top Team. Hành động rất đẹp của hai bác sĩ. In match 2, the winner in red. Under 57 kilo female, while Lê Phan Minh Ngọc of UEF, Nguyễn Thị Minh Thư of D3. Trên sân 2 hạng cân dưới 57 nữ đai trắng Lê Phan Minh Ngọc, trường đại học kinh tế tài chính, và Nguyễn Thị Minh Thư đến từ D3 Đắk Ninh.
trận thi đấu.